Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Sau một kỳ nghỉ dài để mình ôn thi thì mình đã quay trở lại. Và từ ngày hôm nay thì Quán Chơi sẽ lên video đều đặn cho các bạn xem. Nên các bạn hãy nhớ subscribe ủng hộ bọn mình nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với chuyên mục là phỏng vấn các thành viên của Vật Vờ Studio. Và khách mời đầu tiên của chúng ta chính là chị Bayo Câu Chuyện. Yeah, xin chào các bạn nhớ follow kênh subscribe kênh YouTube của mình nhé. Rồi, ngày hôm nay thì như các bạn cũng biết thì các bạn mới xem chị Payo với tư cách là reviewer ở trên các video thôi. Thế nhưng mà chắc chắn là nhiều bạn sẽ rất là muốn tìm hiểu thêm về gọi là đời sống cá nhân cũng như là công việc ngoài là reviewer của chị Payo, đúng không? Thế các bạn hãy xem đến cuối video, và ở cuối video chúng mình còn có một phần game nhỏ nhỏ để giải trí nữa. Để các bạn hãy theo dõi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đời tư cá nhân của chị Bayo. Câu hỏi đầu tiên đấy là chị Bayo nghĩ mình sẽ phù hợp với hình tượng của một người phụ nữ kiểu cute bánh bèo hay là một người phụ nữ trưởng thành thần thái sexy quyến rũ? Trời ơi, cái này nhạc nào mình cũng nhảy luôn á. Thì thời trang thì mình cũng có thể mặc được cái kiểu mà áo rộng kiểu thùng thình, các bạn hay bảo là đồ bà bầu, nhưng thực ra đấy là những cái dáng áo baby doll. Nhìn rất là xinh xắn. Hoặc là mình cũng có thể mặc sexy cũng được, trễ vai rồi là bó biết rồi. Ok, câu thứ hai đấy là chị Bayo đã bao giờ gặp phải trường hợp đấy là đối tác có tình cảm trên mức đồng nghiệp chưa? Chị nghĩ là từ hồi xưa, hồi mình đi làm thì mình cũng dễ, mọi người cũng dễ thích mình, nhưng mình cũng dễ được thích. Đáng yêu mà. Thế người yêu có ghen không? Có chứ, nếu mà không ghen thì là không yêu, đúng không? Không ghen là không yêu, chính xác. Theo quan điểm của chị là như thế. Quan điểm của em cũng là như thế. Nếu được chọn một cái khả năng đặc biệt siêu nhiên thì chị Payo sẽ chọn khả năng nào? Có giãn. Có giãn. Người có giãn ấy. Để làm gì đó chị? Tại vì ví dụ như là những lúc nào mà mình kiểu muốn là một người con gái nhỏ bé đáng yêu thì mình bé bé thôi. Còn khi nào mà đi sự kiện đứng cạnh Fiji ấy. Ok, câu hỏi tiếp theo đấy là một tài năng hoặc là một tài lẻ bí mật mà mọi người chưa bao giờ biết về chị. Thực ra ấy, ngày xưa thì đi xem Ai Là Triệu Phú thì chú Lại Văn Sâm có bảo là người nào mà có cái hoa tay, biết là người nào mà có hoa tay ở cái ngón này mọi người ạ, tay phải, ngón áp út tay phải và cả 10 ngón tay chỉ có duy nhất một hoa tay thôi, thì người đấy là người mà cái gì cũng biết. Nhưng mà mỗi thứ biết một ít, không cái gì biết sâu cả. What the hell? Và một câu hỏi nữa đấy là như là chị Payo đang nuôi hai chú mèo là Cheese với cả Mew, đúng không? Đúng. Thế tại sao chị lại không nuôi chó? Thực ra nhá, chị rất thích nuôi chó và ngày xưa ấy, là chị thích chó hơn mèo. Nhưng mà vấn đề là tại vì điều kiện mình không cho phép, vì phòng với các kiểu ấy, nó cũng không được rộng. Xong rồi sau này khi mà nuôi được mèo rồi mà có điều kiện nuôi được chó thì mình lại tự thấy mình không nuôi được chó, bởi vì là đi làm ấy, đi suốt ấy, mà chó thì sẽ cần dành tình yêu nhiều hơn là mèo. Ví dụ thả cho cả ngày xong rồi tối về ôm ấp một tí, còn đằng này chó thì sẽ phải âu yếm rồi dắt đi dạo. Nhiều khi mình đi làm về một ngày mình mệt xong rồi tối mình lại còn đi ra đường mình đi dạo nữa thì cũng hơi căng. Ok, thế là chúng ta đã hiểu sơ sơ sương sương qua về đối tư cá nhân của chị Bayo. Thì tiếp tục rồi á, năm câu rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần công việc. Chị có nghĩ là chỉ có đàn ông mới đủ tầm hiểu biết để trở thành một reviewer công nghệ không? Thực ra thì chị nghĩ là không phải là chỉ có con trai mới đủ tầm hiểu biết để làm giỏi về cái lĩnh vực này, đúng không? Mà là căn bản là phải có đam mê ấy. Nếu mà có đam mê thì người ta sẽ tự tìm hiểu được. Vấn đề là mình thấy là hiện tại bây giờ thì cũng có một vài số ít thôi reviewer là nữ mà cũng đam mê, xong cũng tìm hiểu, xong rồi cũng kiến thức này kia. Nhưng mà nói thẳng thật là nếu như mà khi so với cả một bạn, ví dụ một bạn reviewer nữ đứng đầu với cả một bạn reviewer nam đứng đầu, thì rõ ràng mình phải công nhận là con trai vẫn biết nhiều hơn, vẫn sâu rộng hơn. Tiếp theo đấy là chị có cảm thấy là phần lớn những người đang theo dõi chị là nam, ủng hộ chị là nam, thế thì đấy có phải là lý do mà khiến cho chị không muốn lấy chồng vì sợ mất fan? Có bạn bảo thế không? Thực ra thì tại vì mình chưa muốn lấy chồng, bởi vì mình vẫn đang muốn làm nhiều thứ. Mà khi mà mình nghĩ là mình lấy chồng, lý do thứ nhất là mình nghĩ là khi mà mình lấy chồng rồi thì mình sẽ không làm được những cái điều đấy nữa. Tại vì thời gian nó sẽ phân bổ với gia đình ấy, kiểu mình chưa sẵn sàng về một cái cuộc sống hôn nhân, gia đình, con cái. Trước
khi mà chị đưa ra một cái quyết định quan trọng gì đấy thì chị thường làm gì? Ví dụ như là việc mà, ví dụ chị chuyển công tác từ một công ty này sang một công ty khác, hay là quyết định một cái sự việc gì đấy quan trọng trong cuộc đời ấy, thì chị sẽ làm gì? Rất là buồn cười nhá, chị là một cái người mà kiểu không quyết đoán. Thế nên là ngày xưa cả chuyện tình cảm hay chuyện công việc cũng thế, mình còn ngu ngốc đến mức việc đầu tiên mình làm sẽ là hỏi ý kiến người thân, những người mình tin tưởng, bạn bè các kiểu, gia đình. Tham khảo chán chê rồi mình vẫn không tin và mình vẫn có một cái sự lựa chọn, tức là trong đầu mình vẫn có rồi. Chuẩn. Thì mình sẽ tung đồng xu. Ngày xưa mình nhớ hồi đại học mình còn tung đồng xu xong rồi cái đỏ đen ấy, này úp mặt lật ngửa kiểu. Nói chung là rất là trẻ con, nhưng mà về sau này thì khi mà đi làm nhiều với các kiểu thì mình sẽ quyết định là dựa theo lý trí một chút. Ok, thế thì không biết là chị Payo đã từng có ý định nam tiến chưa? Để kiểu thuận lợi hơn trong công việc. Thực ra thì mình cũng có ý định nam tiến, thấy mọi người cứ bảo vào nam đi, vào nam xong rồi ấy hợp lắm, các kiểu này kia, cơ hội phát triển nhiều. Nhưng căn bản là một phần, thực ra cũng không biết như nào. Tại vì bây giờ vật vờ ở ngoài này rồi, có mọi người ở đây, xong team ở đây thì vào nam một mình cũng buồn lắm chứ. Xong rồi nghĩ mình cũng không phải là cái người mà kiểu dễ làm quen mới, kiểu như thế. Với cả xa nhà rồi, nói chung là cũng nhiều cái nên là lý do như thế nên là mình cũng chưa vào nam. Còn nếu như mà vật vờ có mở cơ sở ở trong nam thì mình sẽ suy nghĩ lại quyết định là có vào nam hay không. Ok, thôi tạm gác qua những cái công việc và đời tư đấy đi. Thì hầu hết là mọi người đã đều gọi là biết một vòng về chị Bayo rồi. Bây giờ thì mình sẽ chơi một game nho nhỏ để còn hai vòng chưa biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một game để gọi là giải trí nho nhỏ. Đó là game đọc tiếng Việt không giống. Em chi mà, bọn mình à, em chi mà. Em chi chợ gì? Chỗ để ảnh ở đâu vậy? Wow. Bao cao su có trong khách sạn, có ở khách sạn, có ở trong khách sạn, bao cao su có ở trong khách sạn. Báo cáo sự cố ở trong khách sạn. Đừng sợ buổi tối. Em yêu anh nhiều, tặng anh một cái hôn dài. Mai muốn ra học bù các em nhé. Uầy, cái này làm sao mà cái này bệnh thế? Cái này lộ gì mà ồn ào thế? Tại vì chị nghe chị thôi đi. Cái lộ mà. Cái lộ bị ngu thế. Thôi giải thích cho mày chỉ người khác. Cái lộ người ta biết là cái lộ rồi. Cái lộ bị ngu thế rất hay hiểu ấy, chửi như thế. Vậy là chúng ta đã hiểu qua và biết thêm nhiều về Payo. Chị Payo có một kênh YouTube đó là Payo Story, hay còn gọi là Payo Câu Chuyện, nhưng các bạn phải search là Payo Story. Chứ lên YouTube mình hay thấy có từ khóa là Payo Bikini, chả hiểu các bạn search cái gì. Không hiểu. Ok, nó không vần đâu nha các bạn ơi. Chắc là nghe anh Vinh lại bảo là Payo có mấy cái ảnh bikini xong lên đấy sợt chứ gì. Cái ảnh bikini sợt trên Facebook của Payo ấy, mà xem chẳng biết cái quần què gì Payo. Đó, mọi người nhớ subscribe ủng hộ cho chị Payo nhé. Và mọi người muốn mình phỏng vấn thêm những ai nữa thì mọi người có thể comment ở dưới và gợi ý những cái nội dung mà bọn câu hỏi mà bọn mình đúng sẽ rồi. Hỏi. Còn bây giờ thì bye bye. Tạm biệt các bạn.